Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Thì anh khách vừa lấy chiếc GX 150 Bandit chưa ra biển số, và anh khách đã đến đây lắp thêm cái baga và lắp thùng để phục vụ cho công việc của anh thường xuyên di chuyển ra ngoài. Mình cũng chia sẻ thêm là khi các bạn lắp cái dòng này mà đóng yên không được thì các bạn dời hai cái nút phía sau, nút cao su dời lên phía trước. Đây là mấy bạn khác mà lắp mà không có đóng yên là được. Thì mình sẽ chìm hai cái lông đền phía dưới và thả hai cái râu bát xuống. Thì cái ba ga này là ba ga ba ga HRV. Đây là loại ba ga được nhập khẩu chính hãng của VV từ Malaysia. Thì ba ga này thiết kế riêng cho dòng Bandit 150. Thì ba ga nó cũng được cố định ở hai vị trí, đó là gác chân và cái cản sau. Thì anh khách chọn cho mình cái thùng B32 NADV. Đây là thùng GV có dung tích 32 lít. Đây là bản ADV nên có đầy đủ phụ kiện là lưới ràng, đế chống sốc và cái đế tựa lưng cho người ngồi phía sau. Thì cái thùng này mình có thể gắn vào hoặc tháo ra chỉ bằng một thao tác thôi nha các bạn. Khi các bạn mà có chìa khóa thì các bạn mở ra thì lấy thùng ra được. Còn mà khi khóa lại thì cái thùng nó sẽ dính chặt vào đế luôn, thì rất là an toàn. Và thùng này nó cũng chống nước mưa tuyệt đối luôn nha các bạn. Chất liệu thùng của GV là làm bằng nhựa PP nên có độ bền và dẻo rất là cao. Và nhựa PP cũng là một chất liệu nhựa chống phai màu rất là tốt. Ngoài ra bên mình còn có rất là nhiều loại thùng GV khác, và có thùng hông và các phụ kiện phụ của GV như là áo mưa GV, túi đi mưa. Bên mình còn có thêm các dòng mũ bảo hiểm full face 3/4 của các thương hiệu như là KIT, Yohe, L2, Bulldog và một số thương hiệu khác. Các bạn có nhu cầu thì cứ đến địa chỉ sẽ có để bên dưới, và số điện thoại nếu các bạn có cần tư vấn thì cứ nhắn vào số điện thoại bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.